Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Xin kính chào quý vị khán giả Chúng ta đang đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời trên sóng truyền hình An Viên Thưa quý vị khách mời đến với chương trình ngày hôm nay Là một người đã dành nhiều năm để nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Phật giáo Anh cũng có một khoảng thời gian dài sống ở trong chùa Đi tới nhiều quốc gia trên thế giới để tìm hiểu về tín ngưỡng bản địa Và ngày hôm nay đến với Bước ngoặt cuộc đời xin được giới thiệu Tiến sĩ Xin được giới thiệu Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn, hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Hà Nôm, thuộc viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ban đầu thì mình học Hà Nôm mình cũng không nghĩ đến cái việc là mình sẽ nghiên cứu Phật học. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nhất định, có một cái năng lượng, một cái lượng về tri thức nhất định, thì mình thấy rằng đấy là một con đường lựa chọn đúng đắn. dần dần thì mình hiểu được rằng là các cái giá trị văn hóa của Phật giáo nó gần như là nó ảnh hưởng toàn diện cái đời sống văn hóa xã hội, kinh tế chính trị của trong các cái giai đoạn lịch sử nhất định của Việt Nam. Bất kỳ một người nào trên cái thế giới quả đất tròn này đều băn khoăn là liệu cái thế giới bên kia của con người thì như thế nào. thêm mặt những người thỉnh trình xin được cảm ơn và dành lời chào tới cho anh à, biết là trong quỹ thời gian rất là bận rộn của mình anh đã đến với chương trình bước ngoặt cuộc đời à, chắc hẳn là khi nhận một lời mời tham gia về chương trình Phật giáo cũng dành tới cho anh rất là nhiều những sự hứng thú và thú vị đúng không ạ? Vâng, à, trước tiên là xin à, chào chương trình bước ngoặt cuộc đời à, chương trình mà sẽ gắn liền với các vấn đề về tôn giáo với đời sống xã hội và cũng gắn với những cái nhân vật mà sẽ có những cái sự tương tác Nhất định đối với lại xã hội nói chung và với tôn giáo nói riêng Thì bản thân tôi cũng hôm nay cũng rất là có một cái khái cảm Mà mình không nghĩ rằng là mình lại có thể ngồi trong một cái chương trình như thế này Khi nhắc tới Phật giáo thì nhìn lại quãng thời gian đã có cơ duyên Cái quãng thời gian đó đã bao nhiêu năm rồi anh? Ừ, với tôi thì tôi cũng nghĩ nghĩ là khoảng gần 20 năm Khoảng đầu những năm 2000 Thì tôi bắt đầu gắn với khi mà vào học chuyên ngành Hán Ôm của khoa văn trường đại học khoa học sự nhân văn thì tôi bắt đầu gắn với nghiên cứu sang cái mảng là nghiên cứu Phật giáo. Cái thời điểm đó khi bắt đầu là một chàng sinh viên bước chân vào ngưỡng cửa đại học, mọi thứ vẫn còn trở nên rất là mới mẻ và lạ lẫm. Vậy cụ thể là cái cơ duyên đó diễn ra như thế nào để anh đặt chân mình tới chùa và tìm được điểm chung về tư duy về cảm xúc của mình ở đó? Sinh viên thì có những cái thứ hồn nhiên của sinh viên mình cũng không 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 thể nắm hết được. Tuy nhiên là lúc mà mình ở chùa à, mình ở lúc đầu thì tôi ở nhà bác tôi ở dưới phố Quan Thánh thì có một anh là anh Lê Quốc Việt. Chắc là rất nhiều người biết anh Lê Quốc Việt ở bên giới tôn giáo. Thì anh ấy có dẫn tôi đến các chùa và bắt đầu bởi vì tôi học chuyên ngành Hán Nôm thì tôi đọc được kinh những cái bản chữ cũ có thể là kinh sách có thể những bài bia văn bia hoặc là những cái tư liệu liên quan câu đối hành phi này nọ thì những cái cơ duyên đó nó tương tác và nó làm cho mình có những cái hứng thú dần dần là mình tiếp cận dần đương nhiên nó không phải tự dưng nó áp một cái là mình có thể hiểu được vâng. nhưng mà nó tạo nên một cái tiền đề những cái cơ duyên đầu tiên để mình có thể tiếp cận mình có thể tương tác mình có thể tiệm cận mình có thể đi đến dần dần mình tương giao vào trong những cái mối nhân duyên của bên Phật giáo vâng. và mình ở chùa này rồi đi thậm chí là đi san đất để xây chùa ừ. đấy, rồi để đi sáng viết câu đối tô lại những cái câu đối trên chùa rồi sáng tác những câu đối để đắp mới cho chùa rồi sống trong cái đời sống tôn giáo của chùa buổi sáng ngủ dậy à, ngồi thiền tụng kinh vân vân đều trong những cái khoảng không gian như vậy từ cái thời tuổi trẻ ừ. đấy. tức là nó đấy là những cái cơ duyên mà nó làm cho mình uh, vượt qua cái thời gian đến một lúc nó tập nhiễm nó ngấm vào trong cuộc đời sống uh, của mình đến một cái giai đoạn nhất định mình không 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 kiểm soát được nữa. Vâng, wow. thế cụ thể là ngay từ đầu tiên chương ngành Hàn Nông có điều gì hấp dẫn thú vị với anh đến như vậy để anh lựa chọn cho ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời của mình? Hàn uh, Nông là một ngành cực kỳ đặc biệt. Lúc đầu thì mình không biết đâu. Nhà mình thì do truyền thống của gia đình có tổ tiên, có sắc phong, có gia phả có đầy đủ nội dung khoảng hơn một trăm trang các tư liệu đầy đủ hết của các cụ từ thời nhà Nguyễn trở lại thời Tự Đức trở về trước trở lại vẫn còn nguyên cả ừ. nhưng mình cũng không nghĩ rằng là à, cái đó nó sẽ tạo lên những cái cơ duyên để mình biết có một cái ngành nhã nôm sau đó thì anh mình học ngành nhắn nôm anh nhà bác sau đó anh bảo là thế em nếu mà em tự vào học ngành nhã nôm thì anh mình vào ngành nhã nôm xong thì mình cũng vào ngành nhã nôm ừ. thì vào học ngành nhắn nôm thì thực sự là rất khó lớp của mình chỉ có 12 người thực sự là một ngành cực kỳ khó đối với ngành án luôn mà ba 12 người đó bây giờ đa phần là đều có một cái vị trí đối với lại nghiên cứu xã hội bây giờ bởi vì là khó nhưng nếu như cố gắng nếu như chúng ta có một cái trí tâm chúng ta quyết tâm chúng ta cố gắng chúng ta học để học tốt thì chúng ta vẫn có thể đến được một cái khả năng nào đó có một cái giá trị đối với cái ngành chúng ta học để cống hiến xã hội thì sau đấy thì sang Ngành nhà nôm xong thì, thì có cái nhân duyên quen với những ông anh khác Rồi quen sang Phật giáo như anh Việt rồi rất nhiều các thầy chùa uh, giới thiệu Rồi là tạo những cái điều kiện để mình có thể gần gũi với bên đời sống tôn giáo Rồi đời sống thư tịch Tức là mình ngoài thư tịch tại Viện Cứu Hán Nôm À, thư tịch viện thông tin, thư tịch ừ. các thư viện khác nhau, rồi là mình có thư tịch tại chùa, rồi là đến chùa đọc câu đối hành phi, qua cúng tổ, các tư liệu văn bia vân vân, rồi là sống trong đời sống tôn giáo ở đó. ví dụ như là như lúc nãy có nói là à, đi cùng với lại khoảng mấy trăm bà vãi ở trong làng chẳng hạn, đi san đất ra để xây chùa. đấy là một những cái, cái giá trị mà không bao giờ là dễ dàng mà có được. Ở thời điểm đó anh đã nghĩ tới một con đường dài khi mà theo học chuyên ngành Hà Nôm này gắn bó và nghiên cứu với Phật Pháp từ những ngày đầu tiên sẽ mở ra cho mình một hướng đi, một tương lai gì đó cụ thể chắc chắn chưa hay là mình cứ đi đã với những cái gì mong muốn của mình ở thời điểm Thực đó? ra đầu những năm 2000 ấy, thì nó chưa có Internet và học những bản photo về tứ thư ngũ kinh hay là những văn bản ở trong Hà uh, Nôm về của Việt Nam ở trong cái môi trường đại học ở trong trường nhân văn các thầy đã rất cố gắng tạo cho sinh viên một cái nền tảng mà cho đến bây giờ các sinh viên không bao giờ quên được các thầy để thấy rằng là mình học cái ngành ra để mình hiểu được cái văn tự cổ nhưng mà không ai nghĩ rằng là mình sẽ làm ngành hán nôm để gắn liên quan đến nghiên cứu phật học cái gì cả bản thân mình là người như vậy và cái quá trình mà mình tương tác như thế đối với đời sống tôn giáo đối với đời sống văn hóa thì dần dần thì mình thấy rằng là hình như đấy là một cái thứ cơ duyên vô cùng đặc biệt không phải ai cũng có được và đầu là, à, ví dụ như là cái giai đoạn là những năm nghìn 207, đến sáu 206, bảy Thì mình bắt đầu dịch những quyển sách về Phật học Ví dụ như dịch quyển 500 vị La Hán Việt Nam À, 500 vị, dịch quyển 500 vị La Hán Ê, Rồi là dịch văn bia, chép văn bia Thì cái quá trình chép đấy, văn bia Phật giáo ấy, văn bia chùa ấy Thì phải ngắt được câu, phải dịch được, phải hiểu được cái nội dung của người Cách đây mấy trăm năm người vâng. ta viết gì thì cái quá trình đấy nó nhiễm vào trong cái trí tuệ của bản thân và dần dần thì mình hiểu được rằng là các cái giá trị văn hóa của Phật giáo nó gần như là nó ảnh hưởng toàn diện cái đời sống văn hóa xã hội kinh tế chính trị của trong các cái giai đoạn lịch sử nhất định của Việt Nam và ban đầu thì mình học Hán Âu mình cũng không nghĩ đến cái việc là mình sẽ nghiên cứu Phật học nhưng mà đến một cái giai đoạn nhất định có một cái năng lượng một cái lượng về tri thức nhất định thì mình thấy rằng đấy là một con đường lựa chọn đúng đắn và khoảng từ năm linh một linh hai khi mà mình làm luận văn cử nhân thì mình làm nghiên cứu về những cái chùa uh, tổ đình ở Huế ở tổ đình Huế có khoảng hơn 10 chùa vâng. thì mình nghiên cứu về tổ đình Huế và gần như các chùa ở tổ đình Huế mình đi qua hết và mình nghiên cứu câu đối hoành phi tư liệu liên quan đương nhiên là mình không nghiên cứu toàn diện được nhưng với một sinh viên cử nhân mà nghiên cứu về lịch sử phát triển phật giáo huế thì đấy là một cái giai đoạn nó tạo ra một bước bản lề bước ngoặt để cho mình hiểu hơn về các giá trị những cái uh, nội dung từ tôn giáo đời sống xã hội với một uh, cái môi trường văn hóa triều nguyễn uh, rồi là các giai đoạn về sau thì mình càng thấy rằng là những cái giá trị mình con đường mình chọn nó là phù hợp và sau khi làm luận văn cử nhân năm 2003 làm về Phật giáo ở Huế thì mình ra Hà Nội đương nhiên mình học ở Hà Nội nhưng mà mình ra thì mình bắt đầu tương tác nhiều hơn đối với các môi trường văn hóa ở Phật giáo ở phía Bắc vâng. và cho đến khoảng năm 2009 thì mình làm nghiên cứu một cái luận án à, luận văn thạc sĩ năm 2009 thì mình làm nghiên cứu một cái luận văn thạc sĩ về nghiên cứu về chân nguyên thiền sư chân nguyên là một thiền sư của thế kỷ 17, 18 có ảnh hưởng toàn bộ sâu rộng toàn diện đến đối với Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 17, 18 và đương nhiên là tận về sau. Vâng. À, thì dẫn đến cái giai đoạn đấy thì từ thạc sĩ lên tiến sĩ cũng vậy. Cái quá trình đó là một quá trình diễn dịch, nó tạo những cái bước bậc thang, nó bậc thang tạo sự hứng thú, tạo ra ừ. những cái giá trị nhất định để cho mình có thể nghiên cứu sâu hơn về các cái lĩnh vực về văn hóa Phật giáo bao gồm tín ngưỡng, tư tịch học, lịch sử học, tư tưởng học, à, văn bản học. Uh, văn khắc, minh văn, vân vân Gần như toàn diện về các cái giá trị Của lịch sử Phật giáo Việt Nam Trong uh, khoảng hơn 2.000 năm vừa qua Vâng. Wow. Và Thùy Linh uh, Thấy rằng dường như tiến sĩ Phạm Văn Tuấn Dành trọn uh, vẹn tuổi trẻ của mình Cho việc nghiên cứu uh, Và dường như anh có một cái tuổi trẻ Nó tĩnh hơn nhiều So với nhiều các bạn trẻ 18, đôi mươi Giống như anh những cái thời điểm đầu tiên Bước chân vào đại học Mọi người có thể là sẽ đi chơi Đi du lịch nhiều này À, hay là khám phá bản thân mình ở những cái gì nó sôi nổi ở phía ngoài kia, khám phá thế giới, nhưng mà anh lại đi theo một cái chiều sâu theo một cái hướng khác. Thực ra thì nó thế này, người ta vẫn có những cái khoảng cách, để cái khoảng để người ta đam mê một cái điều gì đó, tức là một cái gì đó mang tính chất là chơi một chút. Tuy nhiên là cái giai đoạn mà mình rất đam mê và đó cũng rất như nhiều người anh em khác cũng đam mê vào vấn đề kiến trúc mỹ thuật tôn giáo thư tịch lịch sử như này nọ vân vân thì mình vẫn có một cái những cái sân chơi mang tính chất nó sẽ phủ lấp được những cái mà nó mang cái gì đó nó triết học hay là tư tưởng hay lịch à. sử nó khó, sẽ khó khăn bằng việc mình cùng với một nhóm anh em ừ. đi vào con đường nghệ thuật thư pháp vì thư pháp nó là một cái nhánh của hán nôm mà vâng. thì mình vẫn dùng những cái à, bút lông để thể hiện những cái cảm xúc những cái khái cảm của mình trên những cái ngòi bút bằng những đường nét trên mực tàu trên những cái tờ giấy gió truyền thống của cổ xưa của người Việt. Mình thể hiện những cái cảm xúc bằng những câu thơ của người Việt, có thể là thơ Hán, có thể là chữ Nôm, lên đó thì những cái khái cảm đó nó sẽ tạo những cái đa chiều trong những cảm xúc của một người nghiên cứu. tiến sĩ phạm văn tuấn đã bảo vệ tiến sĩ tại đài loan với nghiên cứu về mối quan hệ phật giáo trung quốc và việt nam anh là nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa phật giáo đồng thời đã nhiều năm sống trong các tử viện tại miền bắc và phía nam anh đồng thời còn sáng tác nghệ thuật thư pháp với nhiều triển lãm trong nước và quốc tế từ đời sống thường nhật đến nghiên cứu phật giáo cũng ảnh hưởng nhiều đến các tác phẩm nghệ thuật của tiến sĩ phạm văn tuấn Cái chuyện lại càng càng thấy tiến sĩ phạm văn tuấn mở ra rất là nhiều những điều thú vị bởi vì nếu như mà xét về tuổi anh ấy ở giai đoạn những người cuối thế hệ 7x vẫn còn rất là trẻ nhưng mà anh ấy lại có những cái chiều sâu phải có một bề dày về kiến thức lớn và khi nhắc tới thư pháp thì trong đầu linh là nghĩ ngay tới những hình ảnh ông đồ dâu tóc dài lưng còng ở trên những cái tấm chiếu trải ra viết những dòng thư pháp và những dịp vào tết lễ tết chẳng hạn nhưng mà ở đây lại nghe ở đây có một một ông đồ và đã đưa nghệ thuật thư pháp ạ à, vào những cái cuộc triển lãm từ rất là lâu rồi đúng không anh? Đúng rồi, bởi vì là thực ra nó nói thế này Thư pháp rất nhiều năm ở của người Việt đa phần chỉ ẩn tàng ở trong thư tịch, sách vở hoặc là trong những câu đố hành phi ở trong chùa triển miếu mạo đỉnh đèn à. Tuy nhiên là thành một cái thứ chơi tao nhã và để cho những người, nhất là trong xã hội ngày nay người ta không biết người ta có thể là thỉnh xin một vài chữ trong những cái hái cảm nhất định những cảm hứng về mùa xuân người ta cầu mong một năm mới những cái sự tốt đẹp này nọ thì thư pháp nó có những cái giá trị đem lại một cái sự tươi mới ngoài về mặt uh, giá trị về mặt tâm linh về mặt văn hóa thì nó có những cái giá trị khác về mặt thẩm mỹ ví dụ như nhà chúng ta trang trí như thế này nhưng cần uống thư pháp nó sẽ làm tươi mới hơn nó gần như một cái sự cầu mong ở trong đó thế dạ. thì tất cả những cái điều đó thì À, rất nhiều những năm trước, giai đoạn trước thì những thế hệ trước cũng rất mong là đẩy thư pháp nó đi được phổ rộng hơn. Ừ. Tuy nhiên là đến một cái giai đoạn đầu những năm, giai đoạn mình, những năm 2000 thì trong nhóm em mới bảo là bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta đẩy thư pháp nó tương tác với nghệ thuật đường đại thế giới. Tức là mình không chỉ bó hòa hẹp cái chữ thư pháp của chữ Hán và chữ Nôm của người Việt truyền thống. À, chỉ trong người Việt thưởng thuận với nhau vỗ tay khen hay nữa mà chúng ta sẽ đẩy nó sang à, phổ cập phổ hợp nó trong một cái hệ tư tưởng mới tư tưởng nghệ thuật triết học à, của nghệ thuật phương Tây và đẩy nó sang các cái nền nghệ thuật khác và đương nhiên là anh em cũng ban đầu cũng không tưởng tượng như vậy đâu ừ. nhưng mà khi mà anh em bước tay vào làm việc đối với thư pháp nghệ thuật đương đại giới nước ngoài người ta đón nhận một cách nhiệt tình, đặc biệt là phương tây, ở châu âu và châu mỹ đều nhìn thấy rằng là à, nghệ thuật của việt nam có một cái những cái giá trị đặc biệt, đặc biệt, à, đặc biệt là khi mà trong nhóm thì rất nhiều anh em nghiên cứu rất nhiều năm trong gọi là dầm mình ở trong chữ hán và chữ nôm thì đẩy cái chữ hán và chữ nôm của người việt sang một tầm nghệ thuật mới, đẩy cao. Và, và được người phương tây những nghệ thuật gia của phương tây họ thấy rằng là đây một cái sự cách tân một sự đặc biệt và nó có những cái dấu ấn riêng biệt không chỉ là đặt trong cái môi trường nghệ thuật đương đại mà à, chúng ta cũng nhìn thấy là cái môi trường nghệ thuật của người việt thế cho nên là những cái tác phẩm nghệ thuật thư pháp đang đầu tiên là đầu tiên chỉ để tặng thôi hoặc là có những cụ vẫn ra vỉa hè văn miếu hoặc là một vài chỗ nọ viết tùy tâm có người vẫn nói là mua thì cũng được không mua thì tặng được Nhưng một vài chục nghìn thì ví dụ như tác phẩm của mình là bán đến mười mấy nghìn đô còn vâng. vài nghìn đô thì là nó rất phổ biến thì đấy là những cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các cái giá trị đem lại không phải vấn đề kinh tế ừ. kinh tế nó là định danh cho chất lượng nghệ thuật và chất lượng của sản phẩm nói chung vâng. thì tác phẩm thư pháp của rất nhiều anh chị em anh em nghiên cứu về nghệ thuật đường đại đã đẩy nó sang từ vấn đề kinh tế để định danh cho nghệ thuật đường đại của thư pháp Hán Nôm một được. cái giá trị mới khi tương tác được với lại môi trường nghệ thuật thế giới. Việc này việc làm này thực sự đáng quý bởi các anh đã đưa nghệ thuật thư pháp và gửi gắm vào trong đó cái tinh thần Việt Hùng việt rất là rõ nét à, để mà chúng ta không cần phải 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 nghĩ quá nhiều về cái việc phát triển như thế nào khi mà vẫn còn những cái bài thơ à, tôi nhớ là đọc thơ à, ngày còn đi học ấy vẫn nhớ mãi những câu thơ là mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bay mực tàu giấy đỏ trên phố đông người qua năm nay đào vẫn nở không thấy ông đồ già ấy và bây giờ chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại thì những cái gì đã thuộc về di sản thuộc về những nét đẹp truyền thống nền tảng của cha ông thì cần lắm những người như các anh là những người yêu sáng tạo nghệ thuật và quan trọng nghệ thuật truyền thống để gìn giữ và hòa mình được trong cái dòng chảy đương đại hiện nay ạ và thùy linh rất là ấn tượng khi mà tinh thần Phật giáo thầm đẫm trong những tác phẩm nghệ thuật thư pháp của anh. À, cuộc triển lãm đầu tiên là vào năm 2007, đến cuộc triển lãm thứ hai là 2010. À, tôi ấn tượng của triển lãm này ngay từ cái tên là vô ngôn và những lời đề tựa đầu tiên để giới thiệu về cuộc triển lãm cũng mang những cái tinh thần Phật giáo. Anh có thể nhắc lại điều này ạ? À, rất nhiều nhà phê bình nghệ thuật đương đại của Việt Nam à, và nhiều nhà phê bình nghệ thuật đương đại của thế giới. À, trong những tạp chí về ASEAN Art hoặc là những tạp chí hàng đầu về nghệ thuật khi mà người ta viết về nghệ thuật đương đại Việt Nam thì đều có viết đến cái cuộc triển lãm này. Và thậm chí có những cái chuyên đề riêng thì người ta viết đến. Và người ta định uh, danh nó, uh, người ta nhấn mạnh nó có một cái giá trị nhất định trong cái sự phát triển của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Đặc biệt là trong đó họ cũng đề cao rất đến các cái vấn đề về tôn giáo ảnh hưởng. Vì đa phần là anh em đều đời sống uh, nghiên cứu Hà Nội À, gắn liền với đời sống tôn giáo, đời sống văn hóa à, của xã hội Việt Nam, thì cho nên là họ không chỉ nhìn trên cái bề mặt chữ trong một cái giai đoạn nhất định, hay là trong một cái biểu hiện của, của 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 cái bình diện của văn tự, mà người ta nhìn trong ẩn tàng trong những nét bút, những cái tác giả đó là những cái giá trị về mặt à, tôn giáo, về mặt văn hóa, về những cái ý tưởng, về một cái sự hôn đúc. Của từ cá nhân đến tương tác đối với xã hội trong những cái giai đoạn nhất định và đấy là những cái giá trị mà, mà với bản thân chúng tôi khi mà làm nghệ thuật chúng tôi không nghĩ rằng là nó cái tính hiệu quả của nó như thế nhưng mà nó cũng là một cái cơ duyên cơ duyên từ Phật giáo cơ duyên từ tôn giáo cơ duyên từ văn tự à, một cái sự tinh thần cống hiến bởi vì nó thực sự không có đam mê chúng ta sẽ không có thành công và đấy là một cái mà chúng tôi không phải chỉ một bản thân tôi à, khi nghiên cứu về Phật học mà tất cả các anh em khi nghiên cứu về văn hóa nói chung nghiên cứu về văn tự hán nôm nghiên cứu về chữ nôm hay là nghiên cứu về đọc nói học nói, 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 nói chung như vậy nói riêng như vậy thì đều có một cái sự đam mê nhất định và cái đam mê đấy cũng không phải một năm mới có được mà chúng ta phải có một cái sự tích lũy bản thân tôi rất nhiều năm để mà tôi cảm nhận rằng là cho đến bây giờ tôi cảm nhận rằng là để mà tôi có thể phát triển được trong những giai đoạn vừa qua và thậm chí rất nhiều năm sau nữa thì có một sự tích lũy thì tôi vẫn cho rằng là lượng lớn thì sẽ đi được xa. Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn đã từng có thời gian dài ở chùa, nghiên cứu lịch sử, viết bài nghiên cứu, dạy ở trung cấp Phật học, rồi Học viện Phật giáo Việt Nam. Không chỉ đi thực tế ngắm các di tích chùa triển cổ, tháp, tượng, câu đối hoành phi, bia cổ, anh cũng như nhiều nhà nghiên cứu ngày nay còn tương tác với tăng lữ để hiểu cuộc sống và truyền thừa tại tự viện. Nguồn thư tịch tại tự viện cũng cung cấp cho anh nhiều nhận thức về văn hóa chùa chiền, trong văn hóa làng xã, tính chất liên chùa trong Manjala, về sơn môn tông phái cũng tạo nên những khái cảm trong nghiên cứu cho những dư vị sản sinh ra dư vị, tạo nên những thành quả và cống hiến cho học giới. Tôi cũng rất là muốn lắng nghe thêm những quan điểm, những góc nhìn về tâm linh, về Phật giáo đối với tiến sĩ Phạm Văn Tuấn là như thế nào. Nói về tâm linh ạ, thì cụ thể tôi thấy là đa phần mọi người, hay là tín ngưỡng của người Việt Nam đi, mọi người thường rất là quan tâm bởi vì mọi người với những người không hiểu thì nói rằng đây là một lĩnh vực rất là kỳ bí, mọi người sẽ nhớ nghĩ ngay tới thế giới bên kia chẳng hạn và cái khái niệm này luôn luôn gợi cho mọi người nhiều những cái suy tưởng ở cái cụm từ này chắc hẳn là 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 nhiều bạn học sinh này hay là kể cả nhiều người dân cũng đặt câu hỏi đối với tiến sĩ Phạm Văn Tuấn đúng không ạ? Anh sẽ nói gì với mọi người khi mọi người hỏi về thế giới bên kia? À, vấn đề này là vấn đề rất thú vị bởi vì là chúng ta phải nói rằng là hàng nghìn năm qua không chỉ thế giới của người phương Đông mà cả thế giới của phương Tây hay là bất kỳ một người nào trên cái thế giới quả đất tròn này đều băn khoăn là liệu cái thế giới bên kia của con người thì như thế nào? không nói là bản thân nhé vâng. mà một thế giới bên kia, thì dẫn đến là người ta đều băn khoăn như thế và người ta luôn tạo ra những cái sự kiện kỳ lạ trong đời sống trong xã hội để người ta phải quan tâm đến là à, thế giới bên kia nói là như thế và người ta tạo nên cái hiệu ứng nhất là bây giờ facebook hoặc là rất nhiều cái mạng truyền thông blog này nọ và youtube vân vân thì nó có những cái câu chuyện đôi khi nó thật hay không mình chưa nói nhưng mà nó sẽ tạo những cái hiệu ứng nhất định đối với vâng. xã hội người ta xe nhau người ta sẽ truyền đến nhau ngày xưa các cụ trong làng thì sẽ tung tin đồn với nhau, <laughs> làng bên kia có người vừa mất thiêng lắm, đó là cách đồn của ngày xưa trong làng. À, nghe tin đồn ở một cái huyện bên kia có một cái vị, có một cái gò đó thiêng lắm. Ai cũng tò mò. Luôn. Ai cũng rất tò mò. Tuy nhiên bây giờ người ta có điện thoại, người ta có máy ảnh, người ta có phải like cam, người ta có Facebook, người ta có YouTube vân vân, thì cái những cái tin đồn đấy nó sẽ giảm cái giá trị. Đi. Tuy nhiên người ta vẫn tin. Vâng. bởi vì làm sao bởi vì các cái giá trị về nhân sinh nó sẽ bị tương tác trực ngược lại với cái những cái niềm tin đó ví dụ này tôi là dạo này làm ăn kinh tế thất thoát quá tôi nghe nói bên kia có một cái chỗ đấy cầu thiêng nó đánh đề ừ. trúng liên tục thì tôi sẽ sang đấy tôi cầu và tất cả các vấn đề đấy tôi không nói là cái tính chính đáng nhưng mà tự dưng là không may cái hôm đấy giá cổ phiếu lại tăng và tôi bảo ui rồi cái chỗ đấy đúng và có một bạn sang hỏi tôi tôi bảo ui chỗ đấy thiêng lắm tôi sang cái đúng ngay thì dẫn đến là các cái niềm tin đấy nó đôi khi nó mà tính ngẫu nhiên. Vâng, và đôi nếu như khi được truyền miệng. miệng, nếu như đi xem bói thì ai cũng nói rằng là nhà bà cô thiêng lắm, nhà này mất mộ, vâng. v. vân vân tất cả những cái điều đó chúng ta đều có thể nhìn thấy trong đời sống xã hội. Bà ngàn hàng nghìn năm nay đều như vậy. Cho à, xin nhấn mạnh là, là hàng nghìn năm nay đều như vậy. Ừ. Và chúng ta đều nhìn thấy rằng là uh, tất cả cái điều đấy. Cho nên khi mà tôi uh, có thể tương tác với lại sinh viên hay là tương tác với lại bạn bè của tôi tôi nói rằng là chúng ta cần phải tỉnh táo trước các cái thông tin về mê tín dị đoan về đặc biệt là người Á Đông là rất mê tín. Đặc biệt trong cái đời sống kinh tế, xã hội, chính trị nó rất nhiều cái rủi ro. Gia đình lục đục một cái, đời sống chính trị, cuộc sống trong cái ở cơ quan đơn vị này nó lục đục một cái, tức là cái ngôi vị cái ghế của mình nó không được yên ổn. bây vâng. giờ là cái đời sống kinh tế nó không thuận lợi, mình tháng này cổ phiếu lên tăng ầm ầm, tháng sau mình buôn bán lại giá mình buôn bán nó lại xuống dạ. vân vân tất cả những điều đó nó tạo nên cái đời sống của mình nó bị xáo trộn và dẫn đến là đôi khi bạn tâm sự bạn bè tâm sự là chỗ này thiêng chỗ ghê thiêng và mình tin theo thì cho nên đó, cái đời sống à, về tôn giáo nó cần có một cái à, tỉnh táo nhà phật gọi là chính tín ừ. chúng ta cần phải tin tưởng cần phải hiểu một cách nó đúng đắn đối với các, các biểu hiện của tôn giáo. Vâng, vậy anh Tuấn sẽ trả lời thế nào về câu hỏi là thế có thế giới bên kia không ạ? Có thế giới của những người mà họ đã ra đi, vì họ đã họ họ đã ra đi rồi, họ mất rồi, thì họ đang sống ở một nơi nào khác, nhưng mà họ vẫn hướng về chúng ta, họ vẫn biết và họ nhìn được cuộc sống hàng ngày của chúng ta. À, chúng ta có những cái chính tín để chúng ta à có một thế giới tâm linh hay không vâng. thì tùy theo những cái điều kiện văn hóa, nhận thức và giá, giá trị của gia đình từng gia đình và cái nhận thức của gia đình chúng ta. Tôi không thể áp dụng cái nhận thức của tôi đối cho người khác được. Cho nên khi mà tôi cũng không thể áp định là à, tôi sẽ nói những câu chuyện của tôi trong đời sống tâm linh tôi cho người khác được. Tuy nhiên về gia đình tôi vẫn có một đời sống tâm linh của tôi để làm sao để cho à, con này, gia đình này, mọi người này. Ví dụ này, à, bây giờ người ta đi bảo là có một thế giới vong không? Ai tin không? Bảo bây giờ xây một cái chùa lên một cái đỉnh có ai dám phá không? không ai dám phá cả vì rất sợ là bị thánh của bị phật của bị một thế giới tâm linh ở đấy của tuy nhiên là nếu như chúng ta cảm thấy rằng nếu như mà chúng ta làm theo đúng theo văn hóa đúng theo giá trị của pháp luật pháp luật không phải pháp luật bây giờ đâu vâng. À, ngày xưa nó có luật và lệ luật là của nhà nước quy định nhưng lệ nó của làng quy định ừ. thì chúng ta phải theo cái luật và lệ của con gia gia đình của làng xã và của nhà nước quy định thì ngày xưa cũng thế bây giờ cũng thế nếu như mà chúng ta quy định theo đó Thì cái đời sống tâm linh của chúng ta Có những cái giá trị nhất định theo đó Ví dụ như bây giờ cả làng Không ai đốt vàng mã cả Mà chúng ta đốt vàng mã mà đốt cả con ngựa to Thì rõ ràng là sai với những quy định Bây giờ nhà ở chật trội quá mà chúng ta lại đốt rất nhiều đồ vàng mã như ông mai cháy hàng xóm thì sao? Thì đấy là những cái quy định mang tính chất là hợp thức đối với lại văn hóa làng xã và văn hóa về mặt pháp luật. Pháp luật có văn hóa của nó. Ê, cho nên đấy là tất cả những cái gì mà tôi nghĩ rằng là À, tôi không phủ định cái đời sống về văn hóa tâm linh à, Không phủ định có một thế giới bên kia vâng. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải sống thế nào Để nó phù hợp với đời sống ừ. Của xã hội hiện đại Và chúng ta phải phù hợp với Cái quy định của pháp luật Những cái quy định Của cái lề lối Của lễ nghi Của đời sống tâm linh Của đời sống văn hóa Của con người Trong một cái xã hội hiện đại Đặc biệt là trong cái xã hội Của thời đại 4.0 Vâng. đang phát triển rầm rộ hiện nay, thì chúng ta phải nên tỉnh táo, không nên bị mê tín dị đoan. Vâng. Mê tín là chúng ta Đấy. bị mê theo những cái điều mà nó không đúng. Ừ. Thì chúng ta nói chính tín, như nhà Phật nói, thì chúng ta sẽ hiểu đúng các vấn đề thì chúng ta sẽ không bị phạm sai lầm. Vâng. Đấy là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là không phải tôi mà rất nhiều nhà nghiên cứu, rất nhiều người làm văn hóa tâm linh, rất nhiều các thầy trong đền đình miếu mạo, người ta cũng đều có một cái tâm thức nghĩ ngợi về cái vấn đề đó để làm sao cho xã hội mình nó phát triển, vâng. văn hóa của mình nó được càng ngày càng văn minh hơn. Vâng, đúng là khi mà chúng ta dành niềm tin tới một điều gì thì chúng ta phải có cái hiểu biết đúng, đúng để phân biệt được đâu là mê tín, đâu ừ. là chính tín như đúng là tiến sĩ Phạm Văn Tuấn vừa nói. À, vậy à, à, theo góc nhìn của tiến sĩ Phạm Văn Tuấn, anh thấy thế nào về du lịch văn hóa tâm linh hiện nay? Tôi đang thấy cái cụm từ này cũng rất là phổ biến. Chúng ta phát triển văn hóa tâm linh rất tốt đặc biệt là du lịch văn hóa tâm linh. Ê, tuy nhiên là với những cái giá trị mà trong các xã hội mà càng ngày càng cởi mở rộng mở uh, minh bạch hóa vấn đề dân chủ hơn của cơ chế và chế độ xã hội chúng ta đang đẩy mạnh, thì chứ nếu mà chúng ta uh, đẩy mạnh các vấn đề đó thì dẫn đến là nếu như tâm văn hóa tâm linh các vấn đề về du lịch, ấy, mà nếu chúng ta đẩy mạnh nó tốt hơn nữa bằng việc là chúng ta sẽ có những cái định hướng nhất định để làm sao mà tránh những cái điều ra tiếng lạ ở trên các mạng truyền thông báo chí thì đấy là những cái tính hiệu quả nó tâm linh tốt chứ Phải đem lại những cái lợi nhuận kinh tế đem lại lợi nhuận kinh tế tuy nhiên là nếu như đem lại những cái lợi nhuận kinh tế đấy cho một đơn vị nào cho, cho thuế cho nhà nước đem lại những phúc lợi dân sinh tôi ví dụ này nước ngoài người ta có những cái quỹ người ta sẽ có những cái nguồn phúc lợi dân sinh À, cho người già này, cho bệnh viện này, cho học bổng cho sinh viên này, người ta cho học bổng cho những cái nghiên cứu của các học giả của nước họ đối với nước ngoài, rồi là cho kinh tế, vân vân, cho những cái khu vực đặc thù về kinh tế chưa phát triển. Thì những cái nguồn kinh tế đấy chúng ta có thể là đẩy các cái vấn đề về kinh tế từ văn hóa tâm linh, từ các cái văn hóa này nọ, từ các vấn đề kinh tế xã hội, từ những cái quỹ này nọ chúng ta đẩy vào các vấn đề đó thì tốt hơn thì sẽ cái mạng truyền thông nó sẽ hạn chế đi chúng ta cần có những cái định hướng nhất định để làm sao mà cái định hướng về cái du lịch phát triển văn hóa tâm linh nó được định hướng một cách chính đáng hơn định hướng để cho du lịch phát triển tâm linh nó đem lại những cái lợi ích cho xã hội đem lại những cái ích cho quốc gia để mọi người đều nhìn thấy cái việc đó nó chính đáng và không có cái sự phản ứng đương nhiên là bất kỳ một cái ngành nghề nào bất kỳ một cái xã hội nào bất kỳ một cơ chế nào nó cũng có những cái phản ứng nhất định tuy nhiên là chúng ta chỉ nhìn thấy cái đại chúng chúng ta nhìn cái số đông cái chung và nó ngoài cái việc đem lại kinh tế chính trị văn hóa thì nó đem lại con đời sống tôn giáo lành mạnh đặc biệt là cái vấn đề về văn hóa Phật giáo với quan điểm của tôi thì cũng không chỉ là chúng ta có thể đẩy mạnh vấn đề văn hóa tâm linh và Phật giáo mà chúng ta có thể đẩy mạnh rất nhiều các mảng tôn giáo khác cũng sao cả chúng ta vẫn đem lại những cái giá trị nhất định về kinh tế chính trị và nó sẽ tạo nên một cái sự thống nhất một cái sự đoàn kết một cái niềm tin một cái tinh thần chung cho cái sự phát triển kinh tế chính trị và tôn giáo trong cái đời sống cộng đồng của người Việt. Đấy là những cái điều tốt mà chúng ta nên phát huy. Đi qua nhiều chùa, nhiều vùng ở miền Bắc, kết nối mạng lưới qua các tuyến sông, tuyến núi, tuyến tu hành, gắn liền đời sống làng xã, kinh tế và chính trị để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Không chỉ miền Bắc, anh cũng đi nhiều chùa các vùng miền, điển giã, thu thập tư liệu để nghiên cứu được gần hơn với đời sống văn hóa của Phật giáo nước ta trong từng giai đoạn, từng vùng miền từ Bắc đến Nam. Nghiên cứu Phật giáo như thế không chỉ kinh viện trong các thư viện, mà nguồn tư liệu cực kỳ quan trọng lại chính là điền giã đến điều tra tại các tự viện. Chính đi điền giã và những khoảng thời gian ở chùa, nghiên cứu trực tiếp cho tiến sĩ Phạm Văn Tuấn những trải nghiệm và nhận thức tốt hơn về lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam. suy nghĩ thế nào về cảnh một số những điểm tâm linh tín ngưỡng nổi tiếng, người dân đến từ rất là sớm này, thậm chí họ còn là trải chiếu này, trải ni lông ở trước những nơi thờ tự này, hay là đặc biệt trong những cái dịp mà lễ tết, những cái ngày đặc biệt, những cái điểm du lịch văn hóa tâm linh đón cái lượng khách phải nói là khổng lồ, đôi khi là vượt qua ngưỡng cho phép, họ dẫm đạp với nhau, họ chen chúc nhau như vậy thì là tôi nghĩ rằng vô hình chung đã mất đi cái sự tôn nghiêm, sự an nhiên tĩnh tại thanh bình ở những cái chốn thờ tự như vậy phải không anh? Thực ra thì người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng là rất mê tín. Và đương nhiên nếu như châu Âu và phương Tây chúng ta cũng thể nhìn thấy rất nhiều những cái trung tâm và tích căng vân vân thì người ta cũng có những cái niềm tin tôn giáo của họ. Tuy nhiên là với một cái xã hội càng ngày càng minh bạch hóa thì xã hội mà công nghệ thông tin nó càng phát triển chính phủ cũng cởi mở dân chủ hóa hơn để chúng ta cũng hy vọng là những cái việc mà đợt vừa rồi báo chí truyền thông có đưa về cái chuyện là nhất là trong giai đoạn dịch covid mà tập trung quá đông người như thế thì càng ngày chúng ta sẽ có một cái cơ chế xã hội nó được đẩy mạnh cái sự khống chế nó tốt hơn bằng việc là chúng ta sẽ có những cái định chế về mặt là quy định đối với các cơ sở thờ tự ví dụ như là chúng ta có thể là truyền thông qua thông tin báo chí truyền hình có thể là có những cái quy định về mặt pháp luật về mặt những cái nghị định của bên cơ quan quản lý nhà nước để làm sao để chúng ta không được tụ tập quá đông người thái quá trong cái đặc biệt trong giai đoạn dịch covid và thứ hai chúng ta hiểu đúng hơn về các cái giá trị về tôn giáo chúng ta cũng chia các cái giai đoạn thời gian để phù hợp hơn đối với đời sống tâm linh tín ngưỡng vãng vãng cảnh Ví dụ như này, chúng ta thay vì chúng ta cứ tập trung vào mùa xuân, vâng. chúng ta có thể chia sang mùa thu để chúng ta có thể san sẻ các giai đoạn hơn, tốt hơn để chúng ta làm sao để uh, cái việc mà người dân đi đến đảm bảo được cái đời sống tôn giáo của người ta, người ta có đời sống tín tín tâm của họ, mình không thể cấm đoán cái điều đó được. Tuy nhiên là chúng ta có thể là định hướng để họ đi nó vừa không sai đối với lại cái niềm tin tôn giáo của họ mà vừa đúng đắn với cái việc niềm uh, với cái đời sống của họ cuộc sống từ kinh tế đến xã hội và mọi đó. người nên hiểu đúng về à. ấy, những lời của phật dạy à. chứ không nên là chạy theo số đông đúng không ạ đúng rồi. Uh, rất là hay khi mà anh tuấn vừa nói rằng uh, đừng chạy theo số đông khi mà chúng ta chưa hiểu mà đã cứ phải đi tìm những cái vị thánh ở đâu xa mà thực ra là thánh hay phật là ngay ở trong tâm chúng ta ngay trong cuộc sống của chúng ta đúng rồi tức là ngoài cái việc quản lý của nhà nước có những định hướng nhất định thì bản thân mỗi con người cũng đều có những cái hiểu như đúng về vấn đề là tự tại từ bản thân của từng người thánh nhai phật thì cũng đều từ bản thân của chúng ta ra cả giống như em cũng vừa nói để chúng ta có thể là hiểu là không cần phải tìm đâu xa nếu như chúng ta điều tiết được cái gia đình chúng ta tốt cuộc sống của chúng ta cùng tương tác với xã hội cùng với mọi người trong gia đình là một tế bào của xã hội mà Chúng ta nếu như chúng ta sống tốt, đời sống tôn giáo tốt thì xã hội cũng sẽ tốt đẹp lên. Có lời dân nào của Phật mà Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn đặc biệt tâm đắc, lấy đó làm kim chỉ nam cho công việc cuộc sống của mình và anh thấy bản thân mình cũng học được nhiều và thay đổi nhiều. Từ cái Thực ra thì có một cái điều mà tôi vẫn hay tâm đắc, tôi vẫn tâm đắc xưa nay. Vâng. Đó là tri túc thường lạc. Tri túc là thế nào? Biết đủ. Biết đủ là thế nào? thế nào mà đủ tức là hạnh phúc với những gì mình có đấy là đủ. Còn... Như nhiều người sẽ đặt nghe câu hỏi là vậy là như vậy mình không cần phấn đấu hả? Mình cứ tự tại với những cái gì mình có không cần phải cố gắng hơn nữa hả? Cho nên là tôi vẫn có thêm một câu nữa vâng. là Phật tại tâm. Ừ. Bản thân tôi là sống trong đời sống tôn giáo nghiên cứu Phật giáo cho nên Phật tại tâm mình làm việc lương thiện tích phúc chứ không phải là mình dừng ở đấy mình không tri túc không phải là mình dừng một chỗ. Mà giữa tri túc thường là Và Phật tại tâm nó sẽ tương tác với nhau Nó tạo những cái giá trị Để làm sao mình vẫn luôn phân đấu Tạo những cái điều kiện kinh tế nhất định Tương tác, tạo điều kiện cho xã hội phát triển Đời sống Về xã hội, đời sống văn hóa Đời sống tân, tâm linh Giúp mọi người, đỡ mọi người à, tôi, Và đương nhiên là Nó sẽ đem lại các giá trị gia đình Cái đời sống tôn giáo của tôi Hay đời sống học thuật của tôi Hay đời sống va chạm xã hội của tôi Đều có những cái 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 nước thang đều có những cái giá trị mà tôi thấy nó thực sự đáng trân trọng bởi vì người tốt nhiều quá chúng ta hãy trân trọng những cái điều chúng ta đang làm đối với xã hội đối với đời sống tôn giáo đối với đời sống xã hội khi bản thân tôi va chạm mọi người như vậy tôi đi dạy hay tôi sống đời sống gia đình hay là đời sống va chạm ngoài vậy tôi luôn luôn tâm niệm một điều là mình cứ làm tốt đi thì xã hội người ta sẽ công nhận tiếp xúc với nhiều các bạn sinh viên này là học sinh của mình là học viên của mình các bạn trẻ à, anh thấy uh, uh, suy nghĩ của các bạn trẻ về Phật giáo hiện nay như thế nào ạ? về đại đa số chung uh, tôi, thấy, tôi thấy cuộc sống các bạn trẻ bây giờ thường rất là nhanh chuyển động mạnh mẽ liên tục mong muốn có cái gì thay đổi mới mẻ uh, cập nhật nó phải mới nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 bây giờ liệu uh, có dễ dàng để có thể khiến cho một người trẻ À, đi vào chiều sâu, an nhiên, tĩnh tại, sống chậm không anh? Hiện tại thì ở Việt Nam, đặc biệt là phía Nam thì là rất nhiều các gia đình Phật tử, các câu lạc bộ gia đình Phật tử. Các bạn ấy đôi khi sống hoàn toàn trong đời sống tôn giáo của các bạn ấy, trong những ngôi chùa. Vì từ gia đình đến ngôi chùa. Ở ngoài Bắc thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là trong khoảng 20 năm trở lại đây thì rất nhiều câu lạc bộ thanh niên Phật tử ở trong các chùa. Và các bạn trẻ đôi khi chúng ta ra ngoài đường chúng ta không biết rằng là các bạn ấy hóa ra các bạn ấy là một thanh niên Phật tử ở trong chùa ừ. các bạn ấy sống trong đời sống trong đời sống trong niềm tin tôn giáo từ đất bé ừ. à, tôi đi dạy rất nhiều năm có nhiều bạn ngày xưa tôi là là phó chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên Phật tử Việt Nam ừ. từ Bắc chí Nam thì rất nhiều bạn bảo ô em biết thầy thì thầy ngày xưa này nọ nhưng mà tôi hoàn toàn tôi không biết bạn ấy nhưng mà tôi đấy là một niềm vui mà tôi thấy là không phải vui cho tôi mà vui cho các bạn ấy bởi vì rất nhiều bạn là rất trẻ nhưng mà đã sống trong đời sống tôn giáo đó cho nên tôi nghĩ rằng là uh, đấy là những cái giá trị mà mình không thể biết được uh, mình không, không không biết thì ngoài xã hội quá rộng lớn tuy nhiên rằng uh, tôi vẫn nhìn nhận rằng là ra đường cũng có thể là nhân duyên tôi gặp rất nhiều các bạn đang sống trong đời sống tôn giáo trong đời sống phật giáo và uh, các bạn đã sống rất lương thiện rất nhẹ nhàng uh, cuộc sống không phải nhẹ nhàng là buông xuôi rất có chí hướng rất đam mê rất cực kỳ tích cực vâng. học hành tốt và phát triển trong cuộc sống trong đời sống gia đình cho đến xã hội cực tốt thì đấy là một cái điều mà tôi đi dạy trên các trường đại học hoặc là các nơi này nọ tôi cũng thấy rằng là kể cả bên học viện phật giáo hay trung cấp phật học tôi thấy rằng là cái đời sống tôn giáo của xã hội ở việt nam mình bây giờ càng ngày càng văn minh càng ngày càng à tốt hơn rất nhiều, à, mọi người được tiếp xúc nhiều hơn với cái điều kiện thư tịch, điều kiện văn hóa, điều kiện thư à, sách vở học hành càng ngày càng cao hơn, à, các lỡ, các bên tăng lữ cũng vậy, à, cái, cái 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 việc mà tương tác không chỉ ở trong nước nữa mà người ta hiểu hơn về đời sống à, của xã hội tôn giáo trong không chỉ ở Việt Nam mà trong cả thế giới càng ngày càng rộng mở. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là không chỉ bây giờ mà trong rất nhiều năm nữa chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về các bạn trẻ của Việt Nam những thế hệ sau không chỉ biến tôn giáo Phật giáo mà các tôn giáo khác tôi va chạm rất nhiều thì tôi thấy là các bạn đấy đều có một cái niềm tin đều có một cái tín tâm đều có một cái sự nhìn nhận mang tính học thuật mang tính học thức để làm sao phát triển kinh tế chính trị văn hóa xã hội tốt hơn nữa. Wow vậy với tiến sĩ phạm văn tuấn giờ đây ạ là một người như anh nói là anh luôn luôn tìm thấy niềm vui sự hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc của mình biết đủ à, anh vẫn luôn luôn đam mê tâm huyết hết mình với công việc à, giảng dạy nghiên cứu về phật giáo ạ à, anh tới lúc này anh có một cái mong muốn gì để tiếp tục sẽ làm tốt hơn nữa trọn vẹn hơn nữa không ạ có thể là một cái triển lãm tiếp theo về nghệ thuật thư pháp hay là một cái điều gì về phật giáo mà anh đang quan tâm để tiếp tục nghiên cứu với cá nhân tôi thì tôi rất hy vọng rằng là chúng ta ngoài cái việc chúng ta phát triển về đời sống văn hóa kinh tế xã hội tốt rồi thì chúng ta cũng nên quan tâm hơn đến các vấn đề về đời sống học thuật của ngành khoa học xã hội nói chung đặc biệt là ngành khoa học xã hội có liên quan đến cái đời sống tôn giáo không chỉ Phật học mà các ngành tôn giáo khác. Với tâm huyết lớn như vậy, chúc cho tiến sĩ Phạm Văn Tuấn sẽ tiếp tục có thêm được nhiều sức khỏe, tìm thấy những niềm vui, hạnh phúc cho con đường đam mê và cống hiến của mình. Một lần nữa, cảm ơn anh đã dành thời gian để về chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời chia sẻ rất nhiều những...